Dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và đến với chương trình kể chuyện ngày hôm nay thì em mến chúc đại gia đình của mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Thì ngày hôm nay em xin phép được gửi đến cho đại gia đình của mình một mẫu chuyện khá là độc đáo và thú vị. Về cái tiêu đề ngày hôm nay thì ai đọc xong cũng cảm thấy vô cùng thích thú và tò mò. Thì chàng lắc to khỏe lắc cô út này 18 tuổi ra làm sao mà tao nói thấy mây bay lơ lửng luôn. Quá trời dữ dội luôn. Thì em mến mời đại gia đình của mình cùng thưởng thức cái câu chuyện này nha. Thì cái câu chuyện này á là của một anh trai ở bên Úc đã gửi tặng cho em. Thì em cảm ơn anh trai rất là nhiều vì đã dành tâm huyết để viết câu chuyện này để gửi đến em. Thì cái câu chuyện này á nó như sau. Em mến mời đại gia đình của mình cùng thú vị và thưởng thức những câu chuyện của em nha. Thì có một cái câu chuyện này nói về ngày xưa nha đại gia đình. Thì xưa lắm rồi là có một cái gia đình nọ là rất là giàu có, hay còn gọi là ông bá hộ đó. Ông bá hộ, bà bá hộ là họ rất là có của ăn của để nhiều lắm, là coi như là tá điền rất là nhiều trong nhà. Nhưng mà hai vợ chồng này á, giàu có thì có thiệt nhưng mà họ rất là keo kiệt, rất là bủn xỉn, rất là như là sợ hết tiền á, sợ mình trở về phải để dành tiền hay sao đó. Rồi họ rất là xài, rất là kỳ cỏm, từng ly từng cắt luôn. Hai ông bà này có một cô con gái, và cô con gái này năm nay 18 tuổi. Thì có một con gái Úc cho nên là họ rất là cưng chiều cái đứa con gái của mình, coi như là con gái là muốn cái gì là được cái đó đó, nó cưng dữ lắm mà không có cho con gái mình quen ai hết, tại vì trong nhà toàn là tá điền không à. Rồi con gái mình mới lớn mà đẹp mơn mởn vậy đó, rồi nếu mà nó quen mấy thằng tá điền á thì người ta gọi là cái gì đó, đũa móc mà chồi mâm son vậy đó. Cho nên là hai ông bà này cũng khá là kén rể ha. Đó, cứ giữ con gái chum chúm trong nhà, không có cho gặp ai, không có cho quen ai, yêu ai hết. Mà con gái này thì lớn lên thì đẹp, xinh đẹp lắm. Ta nói nước da trắng nõn nà luôn. Thì một ngày nọ đó, thì ông mẹ ổng mới cần tuyển thêm người để giúp việc trong nhà. Thì bỗng nhiên là ổng mới để cái bảng là cần tuyển người giúp việc. To, khỏe, dài càng tốt, có nghĩa là cao, lớn vậy đó. Để mà làm việc cho nó siêng năng á. Thì lúc mà ổng để cái bảng tuyển đó thì có một cái anh chàng này là ở xóm trên ha. Thì cũng mồ côi cha mẹ thôi mà anh này ảnh rất là cao to lực lớn. Thì ảnh mới thấy cái bảng tuyển người đó, ảnh mới lại ảnh nói dạ thưa ông, con làm việc rất là siêng năng, rất là to khỏe, ông nhìn con nè, cơ bắp cuồn cuộn luôn. Con xin phép được làm việc ở đây. Chẳng hay ông có nhã ý muốn nhận con hay không ạ? Tại vì con là con rất là muốn làm việc ở đây. Thì ổng mới nhìn, ổng mới nói tướng tá coi cũng ngon lành đó bà ơi. Ừ, vậy thì bây giờ nhìn thì thôi coi được rồi đó. Nhưng mà nhà ngươi làm việc có giống như là có mạnh không? Có làm được nhiều việc không? Thì cái anh này nói dạ con làm được tất cả mọi việc. Chỉ cần là ông ủa mày nhà ngươi tên gì? Trước khi mà ta nhận ngươi, ta muốn biết ngươi tên gì. Thì anh này anh mới nói dạ con tên là Lắc ạ. Trời, ủa sao mà con tên là Lắc ngộ ta? Hai ông bà cũng thắc mắc nói ủa sao mà cha mẹ đặt cái tên đẹp dữ thần thiên địa rồi. Mà tại sao con tên là Lắc? Nói chạy cha con không có cha mẹ con mất sớm rồi, con mồ côi. Tại vì con đi làm mướn cho người này người kia đó, mà con Lắc giỏi quá cho nên người ta gọi con là chàng Lắc. Cho nên là từ đó về sau con có tên Lắc luôn. Chứ lúc mà con đẻ ra là con cũng như cha mẹ mất sớm mà chưa kịp đặt tên nữa, là con đã không có cơ hội để nhìn thấy cha mẹ rồi. Cho nên là con rất là bất hạnh. Thì ổng nghe nói ủa mà tại sao đặt tên là Lắc vậy? Mà cái nguồn gốc tiểu sử cái tên này ta nghe ta thấy ta thích rồi nha. Thì dạ thưa ông, con tên Lắc là tại vì bà con trong làng ai cũng thấy con là coi như là mạnh to khỏe dài nè, cái người ta mướn con làm việc mà ngộ lắm. Chỉ cần ông cho con, không cần ông trả tiền lương cho con chỉ cần là ăn ngày ba bữa cơm thôi, con không cần tiền bạc gì hết trơn á. Tại vì con cũng không cha không mẹ, không có nuôi ai hết, cho nên là con chỉ nuôi thân con thôi. Chỉ cần ông cho con Lắc một cái thôi, con có thể là làm gấp 2, gấp 3 người thường luôn. Đó, thì ổng nghe và ổng cũng rất là thắc mắc. Rồi ổng với bả hai người mà mắt tròn xoe luôn, nghe nói này làm mà không cần trả công á, thì trong lòng khoái chí quá. Mới nói vậy thì bà ơi, thằng này nó đi làm mà nó không cần tiền, không cần công cán gì hết á,
Vậy hiện giờ tôi với bà nhận nó vô làm đi, coi như mình tiết kiệm được khoản tiền khá lớn đó bà. Cái bà mới nói ok, vậy nhận nó, nói đi ông ơi. Đó thì nó mình khỏi trả tiền lương cho nó mà nó lắc là lắc làm sao. Ủa mà mày lắc là lắc làm sao? Nó dạ thưa ông, thì ông chỉ cần cho con lắc một cái thì sáng sớm ông cho con lắc một cái là con có thể làm gấp ba người thường luôn đó. Con cào đất, con cuốc đất, cày ruộng đồ giỏi lắm. Đó. Thì ổng nghe vậy ổng cũng khoái chí, ổng nói ơi thôi được rồi. Bây giờ á mày nói là mày phải làm đúng những gì mày nói nghe không, mày tao mới tin, tao mới nhận mày. Nó dạ con xin hứa với ông là con sẽ nói vậy, con nói sao là con làm y gan vậy đó. Vậy thì bữa nay á là tao sẽ nhận ngươi. Bây giờ ngươi ngủ trong nhà tao đi. Trong nhà có một cái phòng trống ở nhà kho đó, ngủ đi rồi sáng mai ngươi tao cho ngươi lắc một cái rồi ngươi làm việc thử coi, tao coi thử có đúng những gì ngươi nói không nghe không. Thì cái anh thanh niên nè, anh chàng lắc là nói dạ. Thì quả thật sáng sớm gà nó gáy ó ó ó là bắt đầu ông này ông ngồi dậy, ông mò dậy khỏi trước, ngủ dậy trước bà vợ luôn. Thì như đúng lời hứa đó thì anh nè mới hỏi ông chủ đó, ông bá hộ đó, dạ thưa ông, bữa nay sáng thì ông muốn lắc ở đâu, lắc ở chuồng bò hay là chuồng gà? Thì cái ông này ông nói bây giờ mày lắc á hả, tao ở trong chuồng gà đi chứ lắc đây mấy người gia đình tá điền nó nhìn kỳ lắm. Đó thì bắt đầu ổng mới dắt nó vô chuồng gà đó. Vô chuồng gà thì bắt đầu cái nó nhào vô nó lắc. Tôi nói nó lắc nó bẻ xương bẻ khớp, ổng nó kêu rắc 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 vậy đó. Tôi nói ổng ê ẩm mình mấy hết trơn trọi luôn, nó nắng nó xoa nó bẻ chân tay vậy nè, kêu róp 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 vậy đó. Thì xong xuôi ổng cũng muốn đuối sùm bà chè rồi. Cái bắt đầu cái ổng mới nói vậy giờ mày xong mày lắc tao xong rồi đó, giờ mày đi làm mà thử coi, tao coi thử coi mày làm có đúng như những gì mày nói không nha, hai ba công đất nghe không. Trời ơi quả thật ông bà ổng với bả đứng núp ở trong cái lùm chuối á. Tao nói đó trời ơi tôi coi cái thằng lắc nó ra nó đào ruộng nó cuốc đất khí thế luôn, nó cào quá trời cào luôn, nó giỏi quá, nó siêng quá trời luôn, mà nó ăn có một chén cơm trắng nhỏ xíu thôi mà nó làm việc quá trời luôn. Thì hai ông bà coi như là khoái chí hài lòng rồi. Cái điệu này chắc mình đuổi hết tá điền đi, mình để một mình thằng này thôi, một mình thằng này lắc này là chấp hết luôn, coi như là không cần ai á, nó làm hết cho mình luôn. Đó thì qua ngày mai thì ổng mới nói bà đó, bà ơi sáng nào nó cũng lắc nó mới làm việc. Bây giờ á nó hôm qua nó lắc tôi muốn ê ẩm sùm mà chè rồi, hôm nay bữa nay tới bà đi nha. Thì bà cũng nói dạ được rồi thì để tới tôi đi. Dạ thưa bà, bữa nay bà muốn lắc ở đâu? Trong chuồng chuồng gà hay chuồng heo hay chuồng lợn? Đó thì ban đầu là Hà bà mới nói thôi gì mày dắt tao trong, mày lắc tao trong chuồng chuồng heo đi chứ lắc ở đây người ta thấy kỳ lắm đó, người ta đi ra đi vô người ta thấy kỳ lắm. Cái bắt đầu cái anh chàng lắc nó mới nói dạ được rồi, bắt đầu anh dắt bà nội này vô đó. Thì bắt đầu là vô thì anh cũng nhào vô anh lắc khí thế luôn, tôi nói bẻ chân khớp kêu rắc 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 rắc. Xong xuôi hả lắc á, xong xuôi rồi thì anh mới nói dạ thưa bà con lắc xong rồi, để con ra con làm ruộng nha. Tôi nói hai ông bà đứng trong chuồng gà nhìn ra, trời đất ơi thằng lắc này nó làm hay quá, nó xuyên quá. Trời ơi một mình nó mà cuốc mấy mẫu đất luôn, 5-6 mẫu đất luôn, mà nó ăn có một chén cơm bơ tí nhỏ xíu à. Thế là hai ông bà mừng quá, cái điệu này chắc là vợ chồng mình sớm muộn gì cũng thành giàu nhất bá chủ võ lâm luôn, coi như là giàu nhất khu lực này luôn. Thằng này nó làm không mình đuổi hết tá điền rồi, mình khỏi mướn ai hết. Cái qua ngày mai thì bà ơi, tôi nói thiệt với bà, nó lắc tôi bữa nay còn ê ẩm nè, chắc bữa nay nó lắc tới phiên tôi không nổi đâu. Ông ơi nó cũng lắc tôi quá trời, tay chân xốp cưng khớp tôi mà nó già rồi mà nó kêu rắc rắc nghe đó. Không mấy bây giờ bữa nay mình kêu con gái mình đi, nhỏ con gái út mình á. Đó thì cái cô này thì áo mặc sao qua khỏi đầu, ba mẹ nói gì sao thì cái cô út này cô phải nghe thôi. Con ơi bữa nay á là tự nhiên là ba má chịu hết nổi rồi, thằng này nó lắc quá trời lắc, không mấy bữa nay á là tới phiên con nghe không con. Con chịu khó con ra con cho nó lắc một cái thôi. Trời đất ơi nó lắc một cái thôi là nó vô nó làm ruộng cho mình, nó không tính tiền con ơi. Thì cái cô gái này cũng nghe xong thì cũng dạ dạ. Thì bắt đầu là anh chàng lắc này sáng sớm thức dậy thì ảnh mới hỏi dạ thưa ông bà, bữa nay là tới ông hay là tới bà lắc ạ? Cái bắt đầu cái ông bà mới nói thôi con ơi bữa nay là tao với ông này là coi như là bó tay rồi, đuối sụm bà chè rồi, không mấy là đổi qua con gái tao đi nha. Đó thì bắt đầu là dạ cũng được, vậy thì cô út muốn lắc ở đâu, lắc ở trong bụi chuối hay chuồng heo hay chuồng lợn? Thì bắt đầu hai ông bà mới nói thôi mày ơi con gái tao mày đem mới vô chuồng gà đi chứ đứng đây gia đình người ta dị nghị ta dòm ngó kỳ lắm. Dạ bắt đầu ảnh mới vô ảnh mới lắc cô út này khác với lại hai ông bà kia. Tại vì cô út này cũng quá đẹp đi cho nên là bắt đầu ổng nội ơi ổng cởi đồ người ta ra rồi ổng lắc ổng làm luôn chứ đâu có phải là lắc như là hai ông bà kia được.
Đó thì bắt đầu là xong xuôi thì cái cô út này cũng mới nói ba má ơi sao kỳ quá vậy, kỳ gì con, cứ để đây để lắc đi con. Ba má thì đứng ở trong nhà thì nói giọng ra thì cô út cũng để cho ông nội này ông làm xong xuôi rồi thì anh này anh cũng ra ngoài ruộng anh cày anh cuốc đất cũng khí thế hùng hục luôn, làm quá trời làm luôn. Thì xong xuôi làm cũng mâm sắp một mẫu đất mình ảnh làm hết á, xong xuôi thì ảnh ăn có một chén cơm mà. Thì qua ngày mơi á thì cái bà này bà nói chứ ông ơi cái thằng lắc nó lắc tôi bữa nay còn ê á, ghim mình hết trơn à, mà ngày mơi á tới phiên tôi nó chắc tôi không lắc nổi đâu, hồi tới ông đi. Ông cũng nói thôi tôi cũng chịu không nổi thằng này đâu, trời ơi nó bẻ xương khớp tôi mà nó kêu rắc 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 thì hôi đau lắm tôi cũng không làm đâu. Cái cô gái út mới bụt miệng nói ba má ơi trời ơi anh lắc á hả, anh lắc sướng gần chết luôn à, đau gì mà đau. Thì bắt đầu là ba má mới dòm cô út, trời ơi nhỏ này bộ nó làm gì mày á, trời trời không lẽ. Hai ông bà mới nghĩ ra trời thằng lắc mày làm gì mày lắc con gái tao, mà con gái tao nó nói kiểu gì kỳ vậy, bộ mày lắc khác tao hả. Được lắc sướng ngực lết luôn mà nói đau gì trời. Thì đây là cái câu chuyện ngắn cũng khá là thú vị. À, em cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều vì đã lắng nghe những câu chuyện của em nha. Mình chúc đại gia đình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Đây là cái câu chuyện mang tính chất gọi là cái chuyện tiếu lâm thôi nha đại gia đình, không có thật. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Xin chào.